Hello mọi người, mình đến từ shop vua đèn LED Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để mà sử dụng LED Neon Flex Nó sẽ chia ra là hai loại Đó là LED Neon Flex ARGB và LED Neon Flex RGB Bạn nào mua loại nào thì xem video hướng dẫn nhá. À, cùng xem video hướng dẫn nhá. Thì đối với ARGB ấy, khi các bạn mua về ấy, Nó sẽ gồm một cuộn LED này Một bộ remote này Một cục nguồn 24V này Một dây kết nối app này một đinh này và bộ nẹp này để cho các bạn có thể rằng là cố định sản phẩm tạo hình mà các bạn thích. Còn đối với RGB ấy thì nó cũng tương tự thôi, gồm một bộ led này, bộ remote này, remote này thì nó nhiều phím hơn một chút đó. À, một dây kết nối app này, một cục nguồn này, bộ đinh này và cũng như là bộ nẹp đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp đặt từng bộ một nha Thì đối với RGB ấy, thì các bạn mới đầu là dùng cái dây nguồn này cắm vào dây led đó, cắm ba chân này với nhau, cắm khi nào nó kêu cực phát này. Đó, thế là được. Tiếp theo dùng cái nguồn này cắm vào cục áp và cắm vào nguồn điện 220V là nó sẽ sáng nha. Đó, đối với dây LED uh, RGB này thì nó cũng sẽ tương tự, đó là các bạn cắm nhưng mà các bạn để ý nha từ cục nguồn đối với dây LED ấy thì các bạn cho hai cái mũi tên này nó phải đâm vào nhau thì nó mới sáng. Còn nếu mà hai mũi tên này không đâm vào nhau nó sẽ không sáng. Tiếp đến là cắm nguồn vào nguồn, đó. Và cắm vào nguồn điện 220V ở trong gia đình là nó cũng sẽ sáng. Đấy, thì đối với đầu tiên ý, đó là điều khiển bằng remote thì ở đây các bạn có thể là điều khiển ở đây nó sẽ có là on off là tắt bật này, tắt này, bật này, các chế độ này, tăng giảm độ sáng này, sáu màu cơ bản này. Cái đây có thể điều chỉnh được cả mode này, cả speed tốc độ này cũng như là hẹn giờ này. Đó, và nháy theo nhạc này. Đó, thì cơ bản ấy các bạn hiểu cho mình ý, đó là led ARGB và led RGB khác nhau là ARGB có đuổi và RGB sẽ không có đuổi nhá Và nó sẽ cũng có 16 triệu màu, ở đây remote cũng thế, nó cũng là 16 triệu màu, đó, điều chỉnh màu này Đấy, và điều chỉnh các màu đó, cũng như trong app nó sẽ các màu và có các chế độ nhảy khác nhau của nó đó, nhảy, nháy, nhưng mà nó sẽ không có đuổi à, Tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà kết nối app nha Thì đối với hai con này ấy, là ngoài điều khiển bằng remote ra nó sẽ điều khiển ở trên app điện thoại nữa Đối với con LED ARGB này nó sẽ chuyển nó sẽ điều khiển qua app tên là Magic Lantern Và đối với con RGB nó sẽ điều khiển qua cái app tên là Lotus Lantern Mình sẽ để ở trên các bạn chỉ cần vào CH Play hoặc là App Store nếu mà các bạn mua ARGB tải Magic Lantern và RGB tải Lotus Lantern về là được nha Khi mà tải xong phần mềm ấy, thì việc đầu tiên của các bạn khi mà tải xong ấy, các bạn bật cho mình bờ Bluetooth của điện thoại Nhớ nhá, bật bluetooth của điện thoại trước khi sử dụng. Sau đó, ví dụ như điều khiển RGB này thì mình sẽ vào app Magic Lantern. Đó, thì việc đầu tiên tiếp theo khi vào app ấy, là chúng ta ấn vào cái ba gạch, nó sẽ giao diện như này nhá. Các bạn ấn vào ba gạch ở bên góc trái này thì ở đây nó hiện ra cái mắt xích này này. Cái mắt xích này mà nó phải liền như này ấy, thì nó điều chỉnh được còn nó đang gãy như này ấy. thì các bạn ấn vào để cho nó liền nhá là nó sẽ điều khiển được. Đó. Khi mà xong ấy thì chúng ta có thể điều chỉnh màu này. 16 triệu màu, thích màu nào có màu đấy cũng như là bật tắt ở trên app luôn. Tiếp đến đó là chế độ kiểu này, đó là các chế độ nháy đuổi của nó. Đó, các bạn thấy không? Hàng nghìn độ đuổi nhá. Mình nói nhắc lại nhá, hàng nghìn chỗ đuổi nên các bạn yên tâm. Đó. Tiếp theo này, các chế độ mốt ở bên trên này, đây là các chế độ mốt tổng nhá. Đây là các chế độ nhỏ này, các chế độ mode tổng như của waiter này. Đó. Transform này. Đó, cứ mỗi một cái ở trên này ấy, thì nó lại ứng với cả hàng trăm cái ở dưới này. Thì nên là các bạn sẽ có hàng nghìn chỗ đuổi khác nhau nhá. Tiếp đến là các bạn có thể điều chỉnh tốc độ tốc độ đuổi nữa thích nhanh này thích chậm thích nhanh thích chậm là do mình đó rất là hay luôn và rất nhiều chế độ khác nhau tiếp đến đó là chế độ nhạc đây chế độ nhạc này là nó sẽ nháy theo những cái bài nhạc có sẵn ở trên app này đó là nó sẽ nháy theo thì cái chế độ này thì cũng bình thường ít người dùng tiếp đến đó là chế độ là nháy theo nhạc nhá nhưng mà nháy qua mic đó đây ví dụ như cậu để ở đầu tiên nó sẽ là phone mic này là nó sẽ nháy theo cả dây một màu thôi mình nói là nó sẽ nháy đó, mình nói nó sẽ nháy bởi vì nó thu vào tín điện thoại. Đó, tiếp đến là eternomic mic. đấy mic này ấy là cái mic ở trong cái dây áp. Đó, thì ở đây nó sẽ có 8 chế độ nháy theo mic. Đó, và nó nháy đuổi nhá, nháy đuổi. Đó, nháy rất nhiều chế độ đuổi khác nhau thì đây là chế độ Etonomic nha các bạn một nhà chơi nhạc thì các bạn ấn vào Etonomic này rất là ngon tiếp đến là chế độ hẹn giờ thì cái này là các bạn bật on lên và từ thứ hai đến chủ nhật và từ mấy giờ là việc của mình à giờ bật và giờ tắt đó thì đấy là điều chỉnh app ở trên điện thoại của Led ARGB Neon Flex nha còn đối với RGB thì sao RGB thì các bạn vào cho mình một cái app khác đó là cái app tên là Lotus Lantern đó mình sẽ để ở bên trên này cho các bạn thấy tiếp đến cũng giống như là ARGB thôi à, thì các bạn đầu tiên các bạn vào góc trái của màn hình các bạn uh, xem nó có kết nối hay chưa nếu mà nó đang đứt nhẹ này là nó chưa kết nối các bạn ấn vào nó liền này nó sẽ kết nối thì cũng giống như thế các bạn có thể điều chỉnh được 16 triệu màu tùy ý của mọi người đó mình sẽ rút cái bên này ra để cho nó đỡ nhìn đó nó sẽ điều chỉnh lên 16 triệu màu tùy ý của mọi người Tiếp đến đó là chế độ kiểu Kiểu này thì nó sẽ không có hàng nghìn cái Như kiểu là LED Neon Flex rgb Nhưng mà nó sẽ nhảy các chế độ nháy flash khác nhau Đó, nó có rất nhiều Đó, cũng chế độ này Đấy, nháy từng kiểu một Đó, các bạn cũng có thể điều chỉnh được tốc độ nháy này Cũng như là độ sáng Đó, tiếp đến là chế độ nhạc Thì nó cũng như kia thôi Nhạc này là nó sẽ nháy theo nhạc Bài hát có sẵn Đó, dừng lại đó tiếp đến là chế độ micro nha là cảm biến theo âm thanh nó cũng theo kiểu là phone mix và Mix nhưng mà ở đây eternomic là nó sẽ có bốn chế độ thôi mềm cổ điển động đó đó vũ trường này vào phone mix thì nó cũng giống như kia thôi đó là nhảy cả đấy và nó cũng có hẹn giờ nha nó cũng có hẹn giờ luôn đó thì tất cả ấy, là nó sẽ tương tự nhau ở chế độ hẹn giờ, nó chỉ khác nhau ấy là một bên có đuổi và một bên không đuổi thôi. Còn lại là nó sẽ giống nhau y xì từ về uh, nguồn 24V này cũng như rằng là 16 triệu màu này, cảm biến theo âm thanh này, một con thì là có đuổi, một con là không có đuổi. Tùy vào mục đích sử dụng của mọi người thì các bạn có thể là chọn giữa Neon Flex RGB hoặc ARGB tùy vào uh, mục đích này cũng như là uh, túi tiền của mọi người này còn đâu đối với con neon flex này thì các bạn yên tâm là về sản phẩm nó rất là chất lượng các bạn có thể uốn thoải mái cũng như là, là dùng đinh hay là dùng bộ nẹp để có thể rằng là tạo hình mà các bạn tùy thích mình sẽ để một số hình mà mọi người như kiểu là hay setup ấy ở bên góc bên trái màn hình để cho mọi người có thể tham khảo nha đó còn đâu có bất cứ thắc mắc gì các bạn hay là về sản phẩm ấy các bạn hãy liên hệ với zalo hotline của bên mình là 087642 1882 đó sẽ được các nhân viên tư vấn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.